Xin chào anh em, một thuyết âm mưu cho rằng việc chỉnh sửa sức mạnh tướng nó liên quan tới việc vị tướng đó có trang phục đẹp và xịn sò hay không. Sâu xa chính là việc gà thu được càng nhiều thóc, tiến cống từ anh em game thủ. Và nếu bạn để ý nha, thì mấy vị tướng mạnh có rất là nhiều trang phục siêu phẩm. Nó như một tấm phiếu đảm bảo tương lai chẳng sợ bị giảm sức mạnh mà có giảm ấy không thể phế được. Vậy đó vị tướng nào đang nuôi béo gà và hút mỡ của anh em? Cùng Tiên Di kể tên và xem sức mạnh của bọn chúng hiện tại ra sao nhé. Các bạn đã biết Tiên Di chưa? Tiên Di shop.vn xả toàn bộ kho hàng với giá cực sốc. Sử dụng ngay tài khoản 2F, 3F chỉ từ 80k, đồng giá nick có skin hiếm và đá quý. Yên tâm, mua hàng với chế độ bảo hành cực cao, đền bù 100% với tài khoản sai mật khẩu hoặc là gặp sự cố, truy cập ngay tin gì shop.vn, sử dụng ngay cho mình một áo VIP giá rẻ ngay nào. Thứ nhất, nhắc tới ngộ khỉ người bình thường sẽ nhớ tới, đó chính là một ngộ khỉ cầm gậy như ý với 72 phép thần thông. Còn anh em Trần Linh Quân sẽ là ngộ khỉ ba gậy tóc tóc. Chính vì lẽ đó, khỉ liên tục có bộ skin bắt mắt và liên tục mang về cho gà rán các mùa vụ bội thu, kiếm thóc về cho gà cực nhiều. Bàn luận sức mạnh gánh team ngộ khỉ ở trong rank và giải hiện tại nào. Ở rank, việc ngộ khỉ bị cấm nhiều, đó là điều gì đó hết sức bình thường ở nhiều bờ rank, ngay cả cao thủ hay là chiến tướng. Vì đây là một vị tướng nếu có trong đội hình ấy, đầu game xanh thì sẽ rao đắc nỗi ác mộng lên kẻ địch. Còn nếu chẳng may bị thọt và kéo được lết ấy, thì đừng hỏi vì sao lật kèo. Ngược lại ở giải, khỉ bây giờ xuất hiện theo kiểu là bài đánh nhiều hơn trước, như là dùng để đập Murad nè, đập Tulen đi rừng hay là các vị tướng máu mỏng khác. Nhưng cũng chỉ có số lần xuất hiện đếm trên đầu ngón tay. Còn về phần lý do ngộ khỉ cứ được pick nhiều ở giải đấu ấy, thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản thôi. Ở giải ấy, cần một thằng đi top và đi rừng quả năng dọn lính thủ tốt, không quá yếu ở đoạn đầu game để tránh bị ép vào rừng hay là khoét một cánh. Còn đi rừng là cần kiểu là có thể kiểm soát thế trận cũng như đủ khỏe để không bị liên tục xâm lăng từ kẻ địch. Ngộ khỉ bị ép đầu game làm sao kéo tới lết game được? Các bạn đừng cố gắng thủ bùa đơn độc, hãy farm bù lại bằng cách có chìa ra đường ở đầu và giữa game. Khi không còn gì để farm ấy, hãy chủ động núp bụi thấp vừa lấy tầm nhìn và nếu được có thể bắt lẻ con mồi đi lạc. Đừng quá cố gắng ganh hay là đổi mạng làm gì cả. Hạn chế tranh chấp mục tiêu theo kiểu là quá mạo hiểm, hãy cố gắng đổi ngang với kẻ địch. Kẻ địch ăn rừng, chúng ta tà thần và ngược lại. Chúng ta đừng mắc chiêu hai, sử dụng phù hiệu ma tính bổ trợ tốc biến nhưng cũng có thể là chứng trị để đi rừng. Ngọc thì có hai loại, một là tỷ lệ chí mạng, hai là sát thương chí mạng. Nhưng nếu được hãy ưu tiên sát thương chí mạng nhé. Anh em có bộ trang phục tuyệt vời nào của ngộ khỉ rồi? Comment ngay đi. Thứ hai, sát thủ cung dân đồng dạng là thần rừng hiện tại và nắng đốt có một câu truyền miệng, các skin khác nhau, độ mượt hoàn toàn khác nhau. Nên việc các bạn sắm cho mình những bộ cánh bắt mắt, sặc mùi thóc là điều khá dễ hiểu. Liệu nắng đốt có thể bị yếu đi trong tương lai hay không? Có một điểm là dù thay đổi như thế nào ấy, thì nắng đốt luôn có cách để mình có chỗ đứng trong trận đấu liên quân. Thêm vào đó, dù nói nắng đốt hiện tại là thần rừng nhưng chưa đến nỗi quá imba phải ô tu cấm. Mà sự đáng sợ hay là hiệu quả của nắng đốt phụ thuộc rất là nhiều vào kỹ năng của người sử dụng. Đồng thời gà rán liên tục cho anh em cống thóc thì các bạn đừng bao giờ lo là bị phế. Nắng đốt kéo về đếp ấy sẽ khó bắt bọn xạ thủ kỳ địch hơn, đặc biệt là bọn John Cavani đủ đồ. Vậy xử lý ra sao? Cái này các bạn đi rank rất là dễ gặp phải, đặc biệt là bọn xạ thủ lết mà có bảo kê ngon, công cung tà ma. Và thậm chí là bọn nó chưa dạng chắc ăn, đó chỉ là chơi luôn khi thức truyền. Thì các bạn chơi nắng đốt sẽ là khó bắt và sốc đam. Cách xử lý khá đơn giản thôi. Bạn không là vị tướng vào trước mà chờ đồng đội cấu đỉa máu xạ thủ kỳ địch trước. Có thể là bọn pháp sư tay dài như là kiểu Lily, Kiki, Chrissy hay là Zue chẳng hạn. Hay là vị tướng xạ thủ dạng như kiểu là Elsu, Vio. Sau đó ông ta sẽ vào sau và vét mạng. Cách hai được chính là thay bắt xạ thủ, chúng ta nhắm vào pháp sư kỳ địch. Đặc biệt anh em nào mà lên cho nắng đốt ấy thì đúng kiểu là dễ dàng luôn. Nhưng thường về lết, xạ thủ và pháp sư đi gần nhau. Do đó chúng ta ba cách, đó chính là thay vì cố bồ kẻ địch, chúng ta tách ra để lẻ, kéo người vào sau và lấy lợi thế 4v5 nhé. Chúng ta nâng max chiêu 1 nè, nhưng đầu game các bạn để nâng 2 để farm lệ hơn. Sử dụng phù hiệu ma tính bổ trợ chính trị nhé. Ngọc thì chủ yếu là tỷ lệ chí mạng và hun máu, còn việc sử dụng bao nhiêu viên hun máu là tùy cách chơi của anh em nhé. Thứ ba, Butterfly. Nói tới vị tướng này á, toàn hàng xịn thôi. Nó là hợp tác, nó là 3S, cho thấy rằng gà rán chăm sóc cho Butter rất là ghê. Và vị tướng này đồng dạng đem tới rất là nhiều thóc cho gà. Anh em chơi đánh á, khi nào nên pick Butterfly đây? Cái này sẽ được TNG chia làm hai loại khi bạn nên pick. Thứ nhất là nếu team của anh em toàn là các vị tướng khả năng dồn ra thương, cũng như phần nào đó có khả năng giữ chân kẻ địch tuyệt vời, kiểu như là sự kết hợp của Tulen, Lily, Chrissy với bọn kiểu là Slim, Van Heen, Badum, Alice chẳng hạn, thì khi đó Butter sẽ được bổ trợ về mặt sát thương và khắc phục được yếu điểm đó trên nào không có khống chế để giữ chân kẻ địch. Nhưng ở đánh đơn ấy thì không đòi hỏi được nhiều, chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Và cách hai, dựa vào đội hình kẻ địch, tức là kẻ địch càng nhiều máu mỏng, Butter càng dí sốc đam càng ngon. Hoặc là mấy con cận chiến bọn nó không sốc đam quá mạnh, khi đó Butter ấy sẽ rất là trâu với những lần nhảy trước cuối. Tất nhiên còn một trường hợp đặc biệt đó chính là thích thì ta pick thôi. Anh em chơi Butterfly dù đầu game xanh nhưng cứ kéo lết là thua. Tại sao?
chắc chắn điều này là do các bạn xanh quá từ ảo game rồi. Ngoài ra còn yếu tố khác như là các bạn không ép được trụ này, cái này giải quyết khá đơn giản bằng cách đó chính là các bạn ăn tà thần. Điều kiện là không được chết lẻ và nên là giao tranh đủ người để có thể ép trụ thành công. Nếu gặp trường hợp kẻ địch bảo kê quá căng thì chúng ta phải chơi kiểu khác. Thứ nhất là các bạn phải có 3 stack điểm nội tại nè để các bạn có thể bắt cầu và tấn công. Thứ hai là đợi đồng đội vào trước và chúng ta chờ đợi thời cơ. Và thứ ba đó chính là sử dụng lan chắn kẻ địch để có thể lấy cầu nối, tức là sử dụng một lần trước cuối vào tank kẻ địch, sau đó là sử dụng thêm lần hai trước cuối để bắt vào chủ lực kẻ địch, hoặc là các bạn tận dụng lính quái để có thể bắt cầu. Và đương nhiên trang bị phải đảm bảo các bạn đủ sức đam, hơn hết các bạn phải có đầu lạnh và đừng vội vàng. Chúng ta nâng mắc chiêu 2, sử dụng phù hiệu ma chú hỏa đấu khí bổ trợ anh chị là chắc chắn rồi. Về bảo ngọc chủ yếu là xuyên giáp thôi. Thứ tư, Violet. Nếu như Tulane là vị tướng tù của đội ngũ chỉnh sửa thì chắc chắn Violet là con cưng của đội ngũ thiết kế trang phục, khi mà họ luôn biết cách để bắt anh em phải cống thóc cho gà rán, bởi vì đó đều là các bộ trang phục quá tuyệt vời. Violet bị chê hiện tại cuối game yếu hơn, lý do là gì và cách khắc phục ra sao? Cái này có ý đúng lại có ý sai, tức là Violet chỉ yếu nếu kẻ địch lết trước, đặc biệt kẻ địch có mấy con bài như kiểu là Skirt, Ten, Omen, nó mà ao tiền ấy, Violet đúng là bất lực luôn, bởi vì có bám suốt được bọn này đâu. Nhưng nếu Violet xanh và chạm lết trước ấy, thì đây lại là một câu chuyện khác, khi mà Violet hoàn toàn thể cấu điểm máu tanh kẻ địch, lại có thể xả đam ra phía sau cơ. Đặc biệt cô nàng có những món chân phái như sau: thanh kiếm phức hợp, bắn các vị tướng màu giấy, kiếm phân hia, diệt cung, hoặc là Muramasa, nanh Fendi để bắn tanker. Và nói thật, so với Cavani hay là Lavi ở dạng late game, bắn phát một hoặc là cứu đi ấy, Violet xin cái tuổi luôn. Tất nhiên các bạn phải có những cú lộn giữ vị trí tuyệt vời nhá, không là kẻ địch bắt ngay đó. Violet kết hợp dùng chiêu và bắn tay sao trở lý nhất đây. Có một điểm là Violet có phần thua thiệt so với một số xạ thủ khác, là cô nàng có sự delay và vận chiêu khá lâu một chút, nên ở tình huống bị áp sát ấy, anh em hạn chế dùng chiêu 2 hòa chiêu cuối nhá. Thay vào đó, hãy tận dụng chiêu 1 và bắn giữ khoảng cách, liên tục bắn thường, cũng như sử dụng chiêu 2 và chiêu 3 đều để cấu điểm máu trước giao tranh là điều quá tuyệt vời, hoặc là dứt điểm giao tranh. Hay đơn giản hơn, chiêu cuối là một phương án cái thần trưởng. Chúng ta nâng mắc chiêu 1, sử dụng ma chú hòa du hiệp nếu bạn thích cấu đỉa, phép bổ trợ tốc biến quen thuộc thôi. Về bảng ngọc, các bạn để chơi tỷ chí mạng hoặc là sát thương chí mạng nhá, và thậm chí là mix hai loại ngọc này với nhau luôn. Thứ năm, Murad. Nếu bạn để ý nhá, cứ một lần Murad được tăng gì đó ấy, là y chang của một trang phục khủng chuẩn bị ra mắt. Và đây là cách gà rán khéo léo khiến cho anh em phải cống thóc rất là nhiều. Murad bây giờ lối đồ dập khuôn quá, có cách nào cải biến thú vị không? Ví dụ nhà thay giày tốc đánh, bỏ thương long các kiểu chẳng hạn. Nói sao nhỉ anh em? Nếu bạn muốn thử cảm giác lạ ấy, nhưng chắc chắn là yếu hơn ở đoạn đầu game, các bạn có thể bỏ thương long và bỏ giày hồi chiêu. Vì nói thật đấy, hai món đồ này cộng nhanh phân đi và nhấn ma pháp 10% một chiêu đang là cái core item của Murad, đặc biệt nếu bạn muốn không cần chém thường mà vẫn ảo ảnh chạm được. Chơi Murad nhiều khi khó ăn mạng quá, có cái nào cải thiện không? Cái này có thể là anh em bị KS, đặc biệt là kiểu có Elsu, có Tulane trong đội. Nhưng nói thật nhá, Murad đôi khi bạn chém rất là nhiều đam nhưng lại toàn mạng hỗ trợ. Vì sao ư? Thứ nhất, ảo ảnh chạm của anh em ngay cả late game với Nanh Fendi nhá, cũng chỉ có thể làm kẻ địch phải thở oxy thôi, chứ rất là khó để có thể ăn mạng kẻ địch nếu kẻ địch phun máu, mà thường phải bồi thêm đánh thường hoặc là sử dụng chiêu 2 thêm. Hay kinh nghiệm là thay vì quá đồng đội ấy, các bạn chơi theo kiểu là liên tục cấu máu và các bạn cứ chờ thôi, kẻ địch còn 3/4 hoặc là 1/2 máu ấy, chúng ta lao vào tung ảo ảnh chạm, thì khi đó KD của anh em lại tuyệt vời luôn. Chúng ta đừng mắc chiêu 1 nè, sử dụng hiệu ma chú bổ trợ tốc biến khi các bạn đi slow đường nhé, hoặc là chừng trị khi bạn đi rừng. Ngọc thì vẫn chú trọng đó chính là xuyên giáp thôi. Thứ sáu, theo nát. Nhiều anh em chia xấu cơ nhưng vẫn phải mắc thóc để có thể bao cho gà rán mua trang phục của mình. Đừng quên rằng theo nát chúng ta có rất là nhiều bộ trang phục 3S đấy. Ghê chưa? Gà rán thì bội thu thóc là dễ hiểu rồi. Theo nát giao án full làm chậm, ok không nhiều. Nếu bạn ai đã từng nghĩ tới giao án này cho theo nát ấy, với áo băng, diều yoga, trượng băng khiến nó chuyển ấy, thì comment dưới cho tiên gì biết nào. Thường sẽ có hai kiểu khiến cho anh em lên set đồ này. Một, kẻ địch vồ vào quá nhiều như là Batman trợ thủ này, rồi là Zuka ngộ khỉ. Thứ hai sẽ kiểu là đi tìm cảm giác lạ khi chơi game, hay đơn giản là muốn cho em tí. Thực tế cái lối trang bị này sẽ khiến theo nát rất là trâu, khó chịu, nhưng cái lượng sát thương ấy hơi ít một chút. Đôi khi các bạn cầm theo nát đi trợ thủ, lối đồ này cũng được chứ. Nên tỷ lệ các bạn thua game khá là cao nếu đồng đội thiếu đam. Chính vì vậy các bạn chỉ nên chơi giao án này khi các bạn đánh for fun thôi, nếu không ấy hơi khổ đồng đội đấy. Anh em mới chơi mà dùng theo nát khi muốn thả diều thì cứ bị khự, kẻ địch đứng đông ấy khó bắn vào bọn chủ lực máu giấy, làm sao để khắc phục đây? Cái này không chỉ theo nát mà rất là nhiều thứ khác, đặc biệt là bọn đánh xa. Các bạn sẽ gặp phải trường hợp thứ nhất là bị khựng khi đánh thường này, mà các bạn vẫn bị ghim nút di chuyển. Giải pháp đó chính là các bạn hãy vào ngay phần cài đặt, lựa chọn điều khiển,
ưu tiên công kích khi di chuyển và các bạn đóng lại là ok nhé. Còn làm thế nào để dùng theo có thể target vào mục tiêu đang mong muốn thì các bạn có hai cách như sau. Đơn giản là cài phương pháp chọn mục tiêu, các bạn nên để làm máu thấp nhất. Khi đó bạn dễ bắn vào bọn xạ thủ hoặc là pháp sư của địch hơn. Và cho hát hơn ấy, các bạn bật cái icon tướng và thay vì bấm đánh thường mà các bạn bấm auto vào icon tướng. Vị tướng các bạn muốn xả đam là ok ngay. Chúng ta nâng mắc chiều 1, sử dụng phi hiệu ma chú hỏa tinh linh bổ trợ tốc biến, ngọc ba thể mix tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng với nhau, hoặc không ấy có thể dùng tỷ lệ chí mạng hoặc là sát thương chí mạng cũng rất là ok rồi. Thứ 7, Tulen. Anna of Tulen không chỉ là sức mạnh bá đạo đâu, mà khả năng châm mút của gà rán Tulen cứ gọi là hết nước chấm. Khi mà các bộ trang phục xịn sò Tulen ấy liên tục ra mắt, khiến cho gà rán thu về vô cùng nhiều thóc và ngày càng béo mập lên. Vì sao bây giờ Tulen lên cái mặt nạ bé đi đấy, đam chiêu cuối nó sẽ yếu hơn chịu bùng nổ, nhưng vì sao vẫn ưu tiên lên món trang bị này? Bởi Tulen là tướng cận chiến mà các bạn đi đánh chắc biết đó, giờ toàn năng đốt Zuka ngộ khỉ, nó nhăn nhản luôn. Chưa kể tới bọn xạ thủ địch nhá, toàn là bọn tay dài hơn Tulen. Ngoài ra các mặt nạ ấy còn có thời gian hồi chiêu, giúp Tulen không cần quá lan tan về việc trả spam chiêu 2 khi bạn di chuyển hay là farm. Và hơn thế, cứng hơn, giúp đốt sát thương nè, cấu đỉa hơi bị phê đấy. Đặc biệt mặt nạ Blitz nhá, cũng là cái phương án để đánh vào bọn tanker hỏa đấu sĩ kẻ địch. Tulen gặp kẻ địch sát thủ căng quá, có nên lên một món đồ tanh thuần dạng kiểu khí thức truyền hay là huấn luyện cho hay không? Hay chỉ các bạn cần cầu băng xương, quyền trượng đờ hiên là đủ? Cái này nếu bạn xác định chỉ một mặt nạ Blitz là không đủ vì kẻ địch sốc đam và dồn khống chế quá căng, thì nên lên một món đồ tanh thuần và cẩn thận xám thêm quả cầu băng xương. Nhưng ở đầu và giữa game ấy, các bạn chỉ cần đồ cấp 2 dạng kiểu nhà giáp hiệp sĩ hoặc là đai kháng phép là đủ rồi. Tuy lên 1-2 đồ tanh, Tulen yếu hẳn đi, nhưng các bạn cần nhớ một điều nhá, sống dai mới thành huyền thoại được. Chút tài nâng mắc chiêu 2 nếu kẻ địch tay ngắn và mắc 1 nếu các bạn sợ bị cấu đỉa phải giữ vị trí, bổ trợ tốc biến, tiếp cận cho nó phê, còn không ấy, các bạn lại chơi gầm thét cơ mà. Tất nhiên đi rừng ấy, các bạn nhớ dùng trực trị nhé, chứ đừng học theo đồng chí Tờ Linh cầm tốc biến, về bảng ngọc ấy thì phép cơ bản thôi. Thứ 8, Rau Đeo. Điểm danh ngay anh em nào đã phải ăn mì tôm cuối tháng, cứ khi nào Rau Đeo ra bộ trang phục mới. Cô nàng này ít ra skin, nhưng cứ đợt nào ra ấy là siêu phẩm luôn. Thành ra các bạn cứ gọi là tốn lúa tốn thóc cho gà rán lắm. Thấy nhiều ông chơi Rau Đeo ở đầu game dễ xanh thế, mình chơi yếu òm, làm sao khắc phục đây? Cái này đầu tiên là nằm ở kỹ năng di chuyển, đọc bản đồ của anh em. Để mà chỉ rõ ấy, hơi lan man và đôi khi là khó diễn tả, nhưng chỉ cần các bạn chơi nhiều ấy sẽ nắm được cách di chuyển và đi đứng của Rau Đeo. Nhưng sơ sơ ấy, các bạn sẽ là hạn chế bị cấu điểm máu trước này. Ở giai đoạn đầu game ấy, thay vì các bạn cố gắng hạ kẻ địch, các bạn chỉ cần ưu tiên cấu đỉa là chính, lát hit là 10. Ngoài kỹ năng di chuyển là farm thì việc các bạn có đam dứt điểm cũng rất là quan trọng. Tức là thay vì cố xả chiêu một cấu đỉa máu, đôi khi các bạn phải cá nhân một chút để lại chiêu và cá mạng. Những yếu tố kiên quyết đó chính là ở đoạn đầu và giữa game ấy, hãy đi gank ở nơi mà thằng rừng muốn gank tới nhé. Late game khi ép trụ phải xử lý ra sao? Lao vào múa hay là ở ngoài cấu đỉa, múa sâu hay là múa xương xương ở phía ngoài? Cái này thì khá đơn giản thôi. Nếu các bạn có cầu băng xương và chắc tay ấy, thì ngại ngần gì không mở chiếc cuối lên và quẩy thôi. Nhưng các bạn có phải xem là mình lên trang bị thì nhá. Nếu bạn cảm thấy mình chưa đủ thuần thục và sợ muốn ăn trụ dễ bắn ấy, thì ở ngoài điểm máu thôi. Còn sâu hay nông ấy, tùy kẻ địch nhá và đồng đội chúng ta ra sao. Tức là nếu chỉ múa để lấy trụ ấy thì các bạn không cần đâm sâu đâu, cứ tận dụng chiêu một để cấu đỉa là ok rồi. Ví thật nhá, Rau Đeo đánh trụ được đâu anh em, còn thua con xe ấy chứ. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 này, sử dụng hiệu ma tính bổ trợ tốc biến hoặc thanh tẩy nhé. Ngọc thì cơ bản là 10% một chiêu hoặc là xuyên giáp phép thôi. Và đó là 8 vị tướng có những bộ trang phục quá là xịn sò luôn. Đây là những con gà đẻ trứng vàng cho gà rán và khiến cho anh em không kìm lòng nổi phải tiến cống thêm thật là nhiều thóc và lúa. Và đương nhiên rồi, gà nhà chúng ta ấy ngày càng mập, mà gà mập thì game của chúng ta ngày càng phát triển thôi. Nên TNG rất là tôn trọng anh em mua để ủng hộ gà rán, đúng không ạ? Bởi vì chỉ có những anh em đó ấy thì game mới phát triển được, chứ còn anh em cày chay chúng ta ấy chỉ là ủng hộ bằng cách ở nhà chơi thật là nhiều thôi. Come and fly away with me.